Rồi, chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em sẽ lên một clip là thứ nhất là cập nhật những hàng mới về. Và thứ hai là mình cập nhật những cái hàng hôm trước bán vẫn còn nhá. Đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn các bác gần xa đã ủng hộ là cho em bán mua hàng nhá. Mua hàng của em nhá. Đấy. Thì đầu tiên thì em sẽ quay qua một lượt những hàng mới vào này. Đấy. Về thì có về có 4 con cưa gia đình nhá. Công suất của nó là khoảng 32 đến 35 cc. Viên là nam xích của nó này. Đấy. Thì có mấy con cắt cỏ này. Con Echo này. Echo 28 cc này. Con Tanaka này. Con kia con T100 để gia đình dùng này, và có con này con Shinaiwa nhá. Một chiếc máy bơm xịt rửa xe mới về mấy hôm trước. Phun thuốc. Rồi là một chiếc máy Zanma. Đấy. Buổi sáng nay thì em sẽ phải đóng hàng cái con Zanma này gửi cho một bác ở Vĩnh Long. Đấy. Đấy, xa xa kia có một con T100 thì chưa dọn này. Đấy. Thì hôm nay em cũng sẽ đây có một con máy cắt tỉa cành hàng rào nhá. Đấy. Con này thì em cũng có video test nổ cho các bác rồi. Đấy. Thì, đầu tiên thì em sẽ đi vào thêm vào mấy con cưa đi. Đấy. Mấy con cưa này công suất của nó, con cưa này là con cưa của Đức đấy. Đức hay Nhật nhỉ? Rồi made in chữ khó nhỉ các bạn, mà chắc chắn là cưa xuất xứ Đức hoặc Nhật đấy. Đây em xem nào. Rồi. Rất chắc chắn. Rồi. Cưa này mà chắc chắn lắm, công suất của nó 32 đến 35 cc đấy các bác nhá. Vì máy chưa về mới chưa vệ sinh mà. Nhưng mà đã test nổ ngon lành rồi. Nổ ngon lành rồi thì em mới nhập về. Đấy. Rồi dính như Jack Money đấy. Hay Japan này. Rồi. Và những con này em sẽ có những video test máy cho các bác này. Bác nào đấy em sẽ có video test máy đàng hoàng nhá. Ở đây ví dụ như con này đi. Con này là một cánh cưa tay cụt đấy. Cưa gia đình đấy. Đây các bác xem đây. Công suất của nó là quay rất kỹ này. 32cc đấy nhá. Không ít đâu. Trông nhỏ này thôi nhưng mà còn những con cưa 361, Echo 361, 362 của nó thì công suất cũng chỉ 36. Và riêng con này 32 rồi. Đấy. Tình trạng hàng mới về là như này nha các bác nha. Nam niếc của nó kia, xa xa kia. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đây con này với con này là một này. Đấy. Thêm tiếc đàng hoàng. Con này là con cưa home lead của Mỹ nha các bác nha. USA đây này. Đấy. Mỹ, nếu mà các bác mua cưa thì các bác nên mua cưa của hàng Nhật. À, Mỹ, Đức này, đấy, những cưa rất tốt. Đấy. Mỹ thì các bác không phải bàn được. Đất nước của tọ quá giàu. Giàu thì cái việc tạo ra những con máy mà chất lượng, đây là bác xem những cái khung vỏ nó cũng bằng nhôm cao cấp này. Đấy. Quá giàu, đơn giản. Con này cũng là một con cưa Sắc Donut của thằng Đức nha, made in Germany này. Đấy. Sắc Donut. Donut của Đức. Rồi. F Germany này các bác, thì chữ Germany nào. Đấy. Đấy. Con này của nó, cái chụp giật của nó thì hôm qua nó bị gãy cót các bác nhá. Đây. Đấy, bác nào mà lấy con này về quấn lại cót là ok, nhưng mà bác nào mà không quấn lại được em quấn lại cho đơn giản đấy nhá. Thì những cái con cưa này thì giá của nó rơi vào 1,1 triệu một con nhá. Ví dụ như con này nam xích đầy đủ là 1,1 triệu này. Con này bác nào về quấn lại cót thì em bớt cho 100, thì con này là 1 triệu nam xích đầy đủ đấy. Cái con này, hai con này thì nó sử dụng chung một nam xích ấy.
Nói chung là một con có lam xích, một con không. Con có lam xích thì con không có lam xích đi, nguyên đầu máy đi. Đấy nhá. Thì em để cho các bác là rồi. 950 nhá. Là con không có lam xích nhá. Còn con có lam xích thì nó là rơi vào cửa 1.3 triệu nhá. Vì sao? Vì em mua đắt thì em phải bắt buộc em phải bán nữa. Con mua này là giá hơi cao. Nên phải đội giá lên nó cao. Vì là em bán thì cũng không lấy đắt của các bác đâu. Đấy các bác nhân nhân đến đây. Đấy em báo giá đấy. Rồi. Đến con máy tỉa cành hàng rào này đi. Con này thì em đã có video test máy cho các bác rồi. Con này mới đấy nha các bác nha. Đây là chẳng qua này chưa vệ sinh ấy. Thì con này là con của Nhật này. Ryobi EH600 của Nhật này. Đấy nha, trông này thôi nhưng mà còn rất mới đấy. Chưa kỳ vệ sinh gì. Đấy. Này về để nhà dùng. Nhà dùng nhưng mà nói chung là bây giờ mình cứ hàng đi hàng vả. Đấy. Thì mình cứ ai có nhu cầu thì mình cứ đăng bán. Xong mình lại kiếm con khác về dùng. Đấy. Không vấn đề gì, con này để em về cắt tỉa, à các bác về cắt tỉa hàng rào nhá. Nhưng mà chỗ em thì nó lại là để tỉa chè các bác nhá. Tỉa ria hai hàng bên chè ấy. Đấy. Thế thì tiện đây thì em cũng quay luôn cho các bác cái khu chỗ em. Đây cái khu trồng chè các bác nhá. Trồng chè Sông Bôi nổi tiếng đấy. Sông Bôi Thái Nguyên hay các kiểu. Mà chỗ em đây, các bác xa xa nhìn thấy hàng chè. Đấy. Nhưng mà cũng còn ở vườn kia nữa. Đấy. Vườn chè. Nhưng mà chè chỗ em thì chất lượng nó là rất là thơm ngon đấy. Không thua kém gì Thái Nguyên đâu. Đấy, thế bác nào có nhu cầu mà uống chè uống trước thì liên hệ với em. Em để cho giá gốc rồi mà đảm bảo nó bao ngon, bao không thuốc sâu nhá. Đấy. Rồi. Thì con này là giá của nó 1.4 triệu các bác nhá. Đấy. 1.4 triệu cho một con cắt tỉa hàng rào của Nhật. Rồi. Cái con đầu xịt này thì hôm trước em cũng đăng test thử máy cho các bác rồi. Đấy. Con này thì em hôm nay lên clip này thì em cũng post cho các bác. Hôm trước hình như không biết đăng 1.3 triệu. Thì con này bên em hôm nay có post nhá. Giảm giá luôn. Xuống 1.2 triệu nhá. Đấy. Nói chung là để các bác có cái dùng chứ em lại có cái tiền để em nhập hàng mới về mà để phục vụ các bác. Rồi xa xa thì có con kia thì hôm nay đã đóng hàng rồi thì không nói này. Con phun vôi thổi lá này có một bác ở Vĩnh Long chốt rồi. Đấy, hôm qua em cũng giới thiệu nổ cho các bác cái con xin đại qua này rồi thì giá của con này là 1.3 triệu này. Đây con này mới về đây, chưa kịp vệ sinh vệ siêu rồi. Con này là máy lớn các bác nhá, nguyên zin đấy. Đấy, Echo này, Kiorit này. Đấy. Con này khỏe kỳ luôn. Đây ở đây có cái chữ 281 này, FME này, đấy. SMR đấy. Thì con này chắc chắn nó là 28cc rồi. Con này em đã lổ thử rồi nhưng mà chưa lên clip thôi. Rồi thì con này nếu mà bán thì nhưng phải giá dao động trong phải 1.5 triệu đấy các bạn, vì công suất nó lớn mà, máy Nhật. Đấy nhá. Em chưa lổ thử. Đấy. Thì con này thôi, 1.5 triệu đi. Đấy. Thế con Naka Talaka này mới về thì con này thì công suất của nó là đây, 24 đây. 24cc. Con này thì chắc chắn của Nhật rồi. Đấy nhá, nguyên zin nhá. Từ tay cầm tay kiếc này. Đấy, nó hơi dỉ tí thôi, nhưng không sao. Nắp niếc ngon này. Đấy, Talaka của Nhật. Thì con này
nổ ngon lành thôi. Con này em lấy cũng 1,1 triệu thôi các bác nhá. Đấy. Nhưng mà bác nào lấy em sẽ có video tên máy đây. Và những cái đây là những cái con em cập nhật những cái con hôm trước còn này. Đấy. Cái nô ngày hôm trước có 1 tuần trước đấy, em đăng lên còn đấy. Thì có hai con này đây là cái chế này em thì sẽ bác nào lấy em sẽ lắp vào nhá. Đấy, một con lành này. Đây thì còn một con 450.000 này, 26cc này, lòng 34 ni này. Đây, bác nào lấy trong clip này em cũng bớt 50.000 luôn. Bớt 50.000 là coi như là đã hỗ trợ các bác vận chuyển rồi đấy. Thì vậy con này là 400 nhá. Con này em trước là 550 này, thì bây giờ giảm xuống còn 500 này. Đấy nhá, con tai quan cực kỳ chắc chắn này. Hơi háng cực kỳ ngon đấy. Đây. Đấy nhá. Đấy. Rồi. Thì con này của Nhật này. Con này của Nhật trước em đang là 750 đấy, thì bây giờ em cũng bớt 50. Là còn 700 nhá các bác nhá. Con này còn châu đấy. Rồi. Thì con này thì còn tồn lại con motor này. Đấy, bác nào lấy thì lấy. Không thì để nhà dùng. Con motor 1,5 kg. Rồi. Tua một tốc độ 1,400 này. 1.400 vòng 1 phút. Những con này thì này không bớt được bác nha. Con này chỉ vẫn là 750 này. Đây có một cái đầu nổ này. Đầu máy bơm nước đấy. Hôm trước tồn lại đấy. Đấy. Con này thì nổ ngon lành rồi. Họng 50. Công suất là 36 mét khối 1 giờ. 600 lít trên 1 phút. Đấy. Con này thì em cũng giới thiệu các bác rồi. Thôi con này có bác nào lấy em cũng bớt 50.000 nữa. Trước là 1 triệu không biết mấy nhỉ. 1,2 gì đấy. Thì em cũng bớt 50.000 nhá. Thì có con Sirewan này của Nhật này thì chung là con này là nó em cũng có video test máy rồi mà nó hơi tơ ca nó không được ngọt đấy nhá. Thì hôm trước thì có bác nhận xét là phải vệ sinh lại chế. Em về cũng chưa có thời gian vệ sinh lại chế cơ. Đấy. Mọi người thì bảo chỉnh có supap, supel thì kín cái là nổ luôn. Đấy. Là nổ ngon lành luôn. Đấy là bác nào biết thì lại rất là dễ. Nhưng mà bác nào chưa quen những cái dòng này thì lại. Em thì cũng chưa tháo nắp những cái dòng này. Đấy. Thế nên mà nếu mà bác nào thích cái loại này thì em để giá gốc cho. Gốc cho tôi trước em đăng chỗ tư chỗ 3 chỗ tư đấy. Nhưng mà bác nào lấy em để cho 950 nhá. Đấy. Nếu bác về các bác phải chỉnh sửa đấy. Nhưng mà vẫn nổ đấy. Rồi. Đây các bạn em cũng không có thời gian mà em làm cơ. Vẫn chưa biết làm sửa sửa kiểu gì nhưng mà chế trước thì cũng biết rồi. Đấy nhưng mà supap supel chưa tháo lắp con này bao giờ. Đấy. Rồi. Thì có một sắp tới sẽ có một đợt hàng nữa em mới vào. Thì rất là cảm ơn các bác đã ủng hộ nhá. Đấy. Thì các bác ủng hộ nhiều thì em sẽ có rất là nhiều hàng và đa dạng để phục vụ các bác. Thì những cái hàng hôm trước thì đặc điểm của những hàng hôm trước là những cái máy công suất lớn là đã hết rồi. Thì như vậy là các bác là rất là ưa thích những cái dòng máy lớn nhá. Đấy. Thì hôm nay thì đấy thì em sẽ tổng kết lại con. Báo giá chi tiết cho các bác được nha. Đấy. Rồi này, tổng kết lại một lượt này. Con này. Mấy con này. À đây rồi, báo giá rồi nhá. Con này 1,1 triệu này, nam xích đầy đủ này. Con này, này đắt hơn này. 1 triệu cắn nam. 1,3 triệu. Con này là 900. Là nguyên đầu máy. Thế nhá. Con này là 1 triệu. Cả nam xích đầy đủ nhưng bác qua phải cuốn lại cót. Đấy nhá, bớt 100 nhá. Thêm 1,1 triệu này. Đấy nhá. Bớt 100. Rồi. Con này 1,4 triệu này. Đấy.
con này 1,1 triệu này, à triệu, con này 1,3 triệu nhầm, con xin đây qua, con này 1,5 triệu này. Đấy, dự kiến nó vào 1,5 triệu đấy. Cái con này 1,1 triệu này. Đấy, con kia thì không nói này. À đấy, cái bộ xịt rửa này đi em chưa báo giá này. Bộ xịt rửa này hôm trước thì em báo giá là 1,3 triệu đấy các bạn. Nhưng mà hôm nay clip này em cũng sẽ bớt 100 nhá, 1,2 triệu nhá. Ví dụ bác nào lấy nguyên đầu xịt thì em bán đầu xịt nhá. Nguyên đầu xịt của nó là 1,5 triệu. Đầu máy 600. Đấy. Rồi. Thì những con này giảm giá này, con này còn 700 này. Con này 400 này, con này 500 này. Đấy. Con motor 750 này. Con này là 1,150 triệu. 1,1 triệu. 1,5 triệu. Con này về các bác phải sửa sang tí, em để giá gốc 950.000. Rồi, cảm ơn các bác xem video nha. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ theo số là 0973 931 442. Em là Trung, em ở Hòa Bình. Thì các bác mua hàng thì phương thức là các bác đặt cọc nhá, cọc từ 50 đến 100. Những em may cắt cỏ này, các mua cả cần thì các bác đặt cọc từ 100 đến 200 nhá. Những cái đầu máy này các bác đặt 50 đến 100. Đấy, em sẽ ship hàng COD cho các bác trên toàn quốc. Rồi, cảm ơn các bác xem video.